Và trong cái hệ bạch huyết thì nó sẽ có cái gì ạ? Các cái hạch lympho sản xuất ra kháng thể thì nó sẽ tiêu diệt vi khuẩn, virus, những cái yếu tố mà gì ạ? Độc hại từ bên ngoài nó xâm nhập vào cơ thể, cho nên nó rất quan trọng với là cái đề kháng và cái tính mạng của mình. Còn gì không ạ? Hệ bạch huyết có bữa trước nói ba công dụng lớn, còn cái nữa. Có ai nhớ không? Có quà. Không lật tài liệu. Không ai nhớ thật. Còn có một cái tác dụng là kênh dẫn nước thải, cả nhà có nhớ không? Với nó vận chuyển chất béo thông qua cái hệ bạch huyết. Đúng không ạ? Rồi xong. Còn vùng nội tiết tố tác dụng là gì? Nghe đến nội tiết là nó là gì ạ? Liên quan đến cái gì ạ? Sinh đẻ, năng lực tình dục, điều hòa các vấn đề về nội tiết của cơ thể, đúng không ạ? Đó, mình biết là ai cần đánh rồi, những người muốn tăng cường những cái này hoặc là bị rối loạn. Rồi cả cái vùng tiêu viêm đa năng là liên quan đến cải thiện các cái chức năng về nội tạng. Đó thì Lâm nói lại về cái vai trò của 13 vùng này. Và các bạn mới đừng có lo, tại vì một lát là sẽ có người làm trên mặt mình. Nên là mình sẽ cảm nhận trước, còn nó cái việc mà mình học lại cái bài đã mất thì mình có thể học sau, nhưng mà mình sẽ được cảm nhận trước ha. Rồi. Đó là tác dụng của 13 vùng phần chiếu hệ bạch huyết. Vậy á, thì á, cả nhà mình có thể làm hơi khó nhìn một chút, nhưng mà quan sát cái đồ hình này. Cái đồ hình này là một cái đồ hình rất là quan trọng của diện trận. Nó gồm có là hơn 600 cái huyệt ở trên mặt mình. Hơn 600 cái huyệt này á, thì khi mà mình đánh như thế này này, mình đánh cái bài này này, thì nó sẽ đi qua rất là nhiều huyệt đạo khác nhau. Nhưng mà bình thường nếu mà mình gạch qua nó thì cái hiệu quả gọi là tác động lưu lại nó không có nhiều. Cho nên nó mới xuất hiện một cái kỹ thuật gọi là dán cao. Bởi vì sao? Khi bạn gạch qua cái huyệt đó và bạn dán cao thêm nữa thì nó có thể duy trì cái độ nắm của cao, nó tác động vào cái huyệt đó sâu hơn, lâu hơn, dài hơn. Thì chỗ nào mà bạn đang tắc nghẽn, bạn đang có vấn đề thì nó sẽ giúp cho cái chỗ đó nó cải thiện được tốt hơn. Đó. Cho nên là mình sẽ đến với một kỹ thuật gọi là dán cao. Dán cao thì cao này là cao Salapat, rất là dễ kiếm ha. Hoặc là ví dụ như các bạn cũng có thể sử dụng, mình dùng cái đầu mà để ấn huyệt thì mình có thể sử dụng cao nóng cũng được. Có nghĩa là mình nếu mà mình có một khúc cao nóng thì mình vẫn có thể dùng. Nhưng mà thường cái cao nóng này mình sợ là cái cao đó nó nóng quá, nó sẽ làm cho người ta bị khó chịu ở trên cái da mặt. Thì mọi người có thể sử dụng những cái dàn cao Salapat như thế này ha. Đây, một cái cao Salapat như vậy là có thể sử dụng được rồi. Thì cái dán cao này á thì nó có chống chỉ định, có nghĩa là khi ví dụ như mình học về một cái loại gì đó, ví dụ như mình uống một loại thuốc đúng không ạ, mình phải biết là cái thuốc này chống chỉ định với đối tượng nào, uống vô rồi nó co giật, nó chết hay nó bị tác dụng phụ gì đó. Thì ví dụ như dán cao này á, nó cũng sẽ có một vài cái chống chỉ định mà mình cần phải theo dõi mình khi mà mình sử dụng. Ví dụ như những người nào mà bị cao huyết áp, tại nó dán cho nó nóng. Người bị cao huyết áp mà nóng lên cái là người ta khó chịu lắm, có thể làm cho huyết áp nó bị tăng thêm, thì mình chú ý đó. Cái thứ hai nữa là cái đối tượng mà là cơ địa của họ là nóng, bị nhiệt á, tại vì mình biết là cao là nó nóng đúng không ạ, mà nhiệt thì sử dụng thêm nhiệt á thì có thể là người ta sẽ bị khó chịu. Cho nên khi mà mình làm á thì mình cũng rất là chú ý đến cái cảm giác của người được làm. Nếu mà họ thấy dễ chịu thì ok, nhưng mà nếu mà thấy họ thấy khó chịu á thì mình không nên sử dụng, được không ạ? Rất hợp với những người nào, những cái bệnh lý hoặc là những cơ thể có tính hàn. Ví dụ như chúng ta hãy rờ thử cái chân của mình, hoặc là buổi sáng mình ngủ dậy á, mình để ý thử cái đôi chân của mình có bị lạnh nhiều hay không đó, rồi những cái khớp của mình rờ nó có bị lạnh nhiều hay không, cái bắp chân ở phía sau có bị lạnh nhiều hay không. Có nghĩa là những cái người hàn là thường cái phần chân với tay là nó hay bị lạnh. Rồi những người mà hay thiếu máu là cơ thể chắc chắn là sẽ bị lạnh đó. Thì những cái đối tượng mà bị lạnh này, đang bị nhiễm lạnh hay những cái đối tượng như vậy thì mình sử dụng cao nóng rất là tốt. À, và khi mà mình dán cao á, thì mình chú ý là cái kích thước của qua cao. Bởi vì sao? Mình biết nó có cái độ nóng đúng không ạ? Nó có cái độ nóng, nghĩa là khi mà mình dán lên da với một diện tích rộng á, nó có thể sẽ gây ra những cái tình trạng rất khó chịu. Nó gọi là dán nhiều hoặc là dán lớn quá, nó sẽ gây tổn thương. Nếu không thì mình dán nguyên một cái miếng to lên cái mặt luôn, 600 huyệt khỏi cần cắt. Đúng không ạ? Đó, 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 đó là cách đơn giản, là huyệt nào cũng trúng hết đó. Nhưng mà cái làn da của mình một thời gian đi nắng nó nóng quá, cái xong nó có bị tổn thương, nó đi nắng cái tự nhiên thấy đốm nám nó nổi lên. Đó, cho nên là mình chú ý là cái kỹ thuật dán cao là cái cao mình cắt nhỏ thôi. Nhỏ thì nhỏ như thế nào thì thầy có hướng dẫn. Thầy có hướng dẫn là trên cái cao này á, nó sẽ có cả nhà thầy, khi mà lấy á, cả nhà sẽ thấy là nó có chia cái ô. Nó có những cái rãnh đây này.
Thì thầy hướng dẫn mình nhá, là tính ra là 3 ô làm một miếng cao. Có nghĩa là mình cắt, là mình cắt 3 ô để lăn cắt cho cả nhà coi. Rồi. 3 ô nha. Tại mình thấy mọi người làm á, cái xong mọi người bót hình lên mình hết hồn luôn. Mình thấy 3 ô nó thành 6 ô luôn. Rồi. Cái khoảng như thế này này là tương đương với 3 ô, từ đây sẽ cắt thành những hình vuông. Với những người muốn làm cho nó đẹp và mình rảnh thời gian ấy, thì mình có thể là gọi là sao mà mình làm cho nó thẩm mỹ. Còn Lan thì Lan lười, mà Lan thấy mọi người hầu như đều lười, nên là Lan chỉ cho mọi người một cách rất lười và rất nhanh. Đó, nên là mình cái gì mình làm dễ thì mình mới siêng làm. Còn cả nhà thấy không ạ, cắt này, kỹ thuật cắt là đầu tiên nha. Nếu ai muốn làm cho xinh đẹp á, biểu diễn cho thiên hà coi á, thì nhớ là miếng cao này á, mình kéo ra cái mặt dính là chỉ ở về phía mình. Cái mặt dính của cao là chỉ ở về phía mình. Cầm cái kéo như thế này đúng không ạ? Cắt như thế này ra một cái hình gọi là hình thoi. Sau đó thì từ như thế này này, nó dính như vậy đúng không? Cái mặt dính đó mình in lên đây, mình dùng cái kéo mình in cái nó sẽ lên tay mình. Trước khi làm thì nhớ rửa cái tay cho nó sạch sạch tí. Đó. Thì vậy thôi. Cứ dán một đống lên tay đi, rồi sau đó là mình sẽ dùng phác đồ thì phác đồ, còn không á mình sẽ dán lên những cái vùng mà mình yêu cầu. Thì bây giờ Lan sẽ hướng dẫn cho cả nhà dán cái bài này. Tại vì cái bài này, một bài đơn giản này mà có thể là giúp cho sức khỏe của chúng ta vô cùng lớn, nếu mà chúng ta chịu khó chúng ta làm đều đặn ha. Rồi. Giờ 13 vùng tiêu viêm đa năng, cái tài liệu mới thì không có ha. Bây giờ chắc Lan phải vẽ lại ở trên cái bảng này. 13 vùng tiêu viêm đa năng để cho các bạn mới có thể quan sát nha. Rồi đây ví dụ như là cái đầu mình, cái này là tóc đúng không? Đây là hai cái lỗ tai. Hai lỗ tai thì sẽ có hai con mắt. Hai con mắt ở giữa là có hai cái mũi. Rồi, mũi thì sẽ có cái miệng đúng không? Cho cái trong đen vô nhìn cho đỡ gớm. Rồi ok. Cái chân mày á là nó sẽ có đầu xương chân mày. Rồi, được rồi. Thì bây giờ mình ôn lại một tí. Vùng số 1 là nào ạ? Vùng số 1 là cái đường là bờ cong của từ cái xương chân mày mà đi xuống cái mũi mình á. Đây là đường số 1. Tất cả các đường này sẽ là đánh xuống, đúng không ạ? Đánh xuống. Lấy màu đỏ nha, cho mọi người dễ thấy. Ôn bài này, cái đường số 1 là màu đỏ ở ngay cái chỗ này, số 1. Cái đường số 2 là tương ứng với cột sống. Cái cột sống vô cùng quan trọng của chúng ta nó nằm ở đâu ạ? À? Giữa hai đầu xương chân mày chấm một điểm, kéo xuống đến cái đỉnh cao nhất của mũi, nhìn xiên đánh từ trên xuống. Cái đường này là đường số 2. Đường số 3 là hốc. À, cánh, cái này gọi là hốc mũi ha. Rồi, hốc mũi. Đường này là đường số 3. Đường số 4 là đường pháp lệnh, là cái râu rồng của mình nhé. Râu rồng trong cái đồ hình của nó tương ứng với là cái đùi, từ cái háng đến ở xuống cái đùi của mình. Rồi, cái đường này là nó cũng đi từ cái hốc này nè, nó đi đến cái chỗ ngang khỏe miệng đi ra. Đó, đến đây cũng đánh xuống luôn. Mũi tên xuống là đánh xuống ha, đường này là đường số 4. Đường số 5 là bờ cong cằm. Bờ cong chứ không phải bờ thẳng cằm nha. Bữa thấy mọi người đánh thành bờ thẳng cằm không? Đường này là đánh qua lại, tại vì nó hai chiều như vậy sẽ là đánh qua lại, nó mới cân đối, đúng không ạ? Đường này là đường số 5. Đường số 6 là quanh lỗ tai mình, bắt đầu từ ở phía trên tai này đúng không ạ? Đánh xuống này đi vòng lại một ngược một vòng như vậy. Thì đây là một cái đường khép kín. Đường này là đường số 6. Đường số 7 là vùng, đường số 7 là đường nào ạ? Giữa cái nhân trung phạm vi là đến hai cái râu rồng. Và đường này cũng là đường đánh qua đánh lại. Đường này là đường số 7. 7 cái đường này là dùng từ 1 đến 7 là dùng dụng cụ là cái sao chổi. Rồi bắt đầu từ vùng 8 đến vùng thứ 13 này. 8 là ở đâu ạ? Phổi, đúng không ạ? Phổi là từ cái cánh mũi này mà đi ra đến khoảng bờ ngoài con mắt. Rồi, nói chung là đánh các cái đường này ha. Còn kỹ thuật đánh thì các bạn học, các bạn biết rồi. Vùng này là vùng số 8. Vùng số 9 là đường xéo trán. Đường xéo trán, cái góc vuông của trán mình nhá.
Đó, còn nhiều người thì trán là hình hình chữ M đúng không? Giống trán tổng thống đó. Là những người gì thông minh và mơ mộng về nhân tướng học ha. Đây là chính. Số 10 là thần. Thần là ở đâu? Thần là ở trán. Thần á là từ cái giữa hai xương chân mày đến cái chân tóc của mình á, là mình sẽ xẻ đôi ra. Cái xong mình xẻ đôi một lần nữa nó sẽ ra cái đường thần. Nó đi với bên trong tròng đen con mắt giống lên là sẽ ra cái chỗ này là thần. Rồi cái huyệt 300 đó, đúng trên đồ hình đó là huyệt 300. Tại một lát mình dán cái này. Cho nên là nếu mà mình không biết xác định là đảm bảo là sẽ dán đi chỗ khác. Này là vùng số 10. Rồi, vùng số 11 đúng rồi á, dán cho to. Cho xong nhau nó bỏng mặt người ta. 11 là vùng nào ạ? 11 là tam giác. Tỳ. Tỳ, tỳ vị đúng không? Tỳ vị là cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Đây tỳ là ở đâu ạ? Tỳ là đầu tiên là nhớ là chính giữa con mắt đi xuống. Chính giữa trong đen luôn đi xuống gặp cái gì ạ? Cái bờ cánh mũi này, không gọi là cái bờ, cái hốc mũi. Bình thường á điểm cao, khi mà xác định điểm cao mọi người hay bị lệch lắm. Mọi người cứ lấy cái cung tròn này nè, mọi người chia đôi ra cho nó dễ. Tại nó gần hơn dễ xác định. Thì nó gặp cái đường này nó sẽ ra cái huyệt đầu tiên. Cái huyệt thứ hai là ở bên ngoài trong đen con mắt dẫm xuống là ra hai huyệt. Vẽ lên phía trên ra một cái tam giác. Thì tam giác này là tỳ. Tỳ là số 11. Rồi, tỳ xong rồi đến gan mật, tam giác gan mật. Gan mật thì cách xác định giống hệt như vậy, nhưng mà cái đường chân nó sẽ là đường chân mũi. Nhớ mà. Nên là cái đường chân của nó thấp hơn. Cũng chính giữa trong đen con mắt mình sẽ dẫm xuống ra một điểm. Rồi bên ngoài trong đen con mắt. Con mắt này hơi lệch tí. Bên ngoài trong đen con mắt dẫm xuống ra một điểm, đánh lên phía trên ra cái tam giác. Rồi, và vùng này là vùng số 12. Gan ha. Gan mật. Ai to gan ở chỗ này bự nè. Rồi vùng cuối cùng á là vùng cằm. Vùng cằm của mình sẽ đánh là gì ạ? Mình lấy ở chính giữa cái bờ cằm cằm này nè. Mình đánh cả cái đường xéo xéo ra hai bên. Đó. Giống như râu mọc ngược. Rồi vùng này là vùng số 13. Đánh đến bên ngoài khỏe miệng là được rồi. Đây là 13 vùng. Ôn lại. Bây giờ giãn cao giãn làm sao? Giãn làm cao á thì đầu tiên á Lan muốn mọi người giãn cho Lan cái trục cột sống. Tại vì cái trục cột sống vô cùng quan trọng đúng không ạ? Anh Trường giảng một bài về cột sống rồi. Cột sống là trụ cột của cột sống. Và tất cả những cái tín hiệu từ thần kinh nó sẽ truyền theo ở trong là tủy sống đúng không ạ? Và nó đến các cái cơ quan thông qua các cái dây thần kinh từ tủy sống đi vô các cái cơ quan. Nên nếu mà cột sống của bạn có vấn đề bị chèn ép hay bị gì đó là tự nhiên các nội tạng của bạn hoạt động sẽ có vấn đề. Đó, cho nên là mình á, chỉ cần mỗi ngày siêng làm cái vút mũi này rất là lợi hại tại vì cột sống. Thì trong cái đối chiếu trong cái sơ đồ diễn trận á thì cột sống nó có nhiều huyệt lắm. Nó nằm một dãy huyệt ở đây 103, 106 rồi cái huyệt này. Rồi cái huyệt ở trên cái sống mũi thì nó có nhiều huyệt lắm. Một huyệt ví dụ như huyệt ở đây này là ở cái gờ ở chính giữa hai con mắt này, rồi cái gờ cao nhất của mũi này, xuống đây nó có cái huyệt số 1 này, rồi nó có huyệt tiếp là ở đỉnh cao nhất của mũi này, rồi ở dưới này có huyệt 19 này, rồi ở dưới cằm nữa này. Cho nên á là bây giờ dễ nhất là gì? Giãn một đường. Khó nhớ huyệt. Cái cách này là cách mà mình làm sẽ dễ nhất, không cần nhớ huyệt, cứ giãn cho Lan một đường từ phía trên xuống từ mũi cái là giãn tới chân tóc luôn. Và mình sẽ không có cắt thành một cái miếng cao lớn như thế này. Tại vì khi mà mình đã giãn một dải liên tục thì bắt buộc phải cắt mỏng để nó không có bị quá nóng, được không ạ? Và nó có một cái khuyết điểm của cái việc mà giãn một dây với là giãn thành từng miếng á, thì nó khác nhau chỗ nào. Nếu mà mình giãn từng miếng á, thì cái độ nhanh của da nó không ảnh hưởng đến cái miếng giãn lắm, nên là nó đỡ bị bong. Còn giãn dây á, mà da mặt mình nhanh hoặc mình biểu cảm, mình trâu mày cái là nó có thể bị bong ra. Nhưng mà mình cũng cần ở mức độ vừa phải thôi. Nên ví dụ như thay vì là phải giữ được miếng giãn 2 tiếng thì mình giữ miếng giãn cỡ 1 tiếng, hơn 1 tiếng là cũng là ok. Đó, lỡ mà có bong ra thì cắt thêm dây này giãn cũng rất là lẹ, đúng không ạ? Rồi, cho nên là mình sẽ giãn cái đường đầu tiên á là dập cái trục toàn bộ từ cái chỗ cái mũi của mình lên đến cái chân tóc là đường số 1. Đường số 2 là gì ạ? Trong cái sơ đồ phản chiếu. Đây không có ha. Nói chung là cái này này tương ứng với cái vai cổ, gọi là cái gì ạ? Cái cánh tay của mình nha, hai cái xương chân mày trong cái đồ hình diễn trận thì nó là một cái cánh tay. Cho nên là mình nhá, để hỗ trợ thêm cái phần vai cổ gáy và những cái huyệt này á, nó còn liên quan đến một số cái vấn đề về thần kinh nữa. Thì mình sẽ giãn lên á, cái đường là hai bên, gọi là trên cái ngay trên cái xương chân mày. Rồi vậy là đường 1 là đường nào ạ? Đường 1 là đây, giãn cái đường này. Đường số 2 là đường ngay trên xương chân mày.
đừng có dán vô chân mày, tại khi giật ra nó dính nhá, nó bay lông mày. Vậy thôi, hai đường này, đường này là coi như xong cái trục cột sống rồi, vai cổ gáy, ok đúng không ạ? Rồi á, tiếp theo xong cái trục cột sống rồi thì mình sẽ xử lý cả cái nội tạng quan trọng, thì mình nhớ là phải giãn cái chỗ này. À, này là một nè, rồi cái chỗ đây, rồi chỗ đây đó, và một số cái gọi là huyệt quan trọng ở trên mặt thì nếu mà được giãn luôn, ví dụ như huyệt 61 này này, nó có trong rất nhiều những cái phác đồ mình có thể giãn. Rồi cái huyệt này là của ngay thắt lưng này, cái huyệt số 0 ở đây là cái chỗ tai mình nhá, là huyệt của cột sống, nó là cái thắt lưng mà hay đau nữa, mình giãn đó. Rồi ví dụ như là ở cái phần trán này thì Lan cũng rất là thích giãn thêm cái huyệt của gan ở vùng trán, tại vì Lan thấy là hầu như bây giờ gan ai cũng rất là bèo đó, nên là khi mọi người ấn cái vùng đó hoặc gạch vùng đó mọi người sẽ thấy rất là đau. Nó nằm ở bên ngoài tiếp tuyến trong đen con mắt, gặp cái đường giữa trán. À đúng rồi, bên ngoài tiếp tuyến trong đen con mắt, gặp đường giữa trán đó, hai cái huyệt này giãn luôn. Còn những người nào mà bị hay bị đau đầu mất ngủ á, thì cả nhà có thể là linh hoạt giãn thêm các cái đường xéo. Nói chung là mình có thể triển khai là muôn hình vạn trạng theo những cái đồ hình mà mình muốn, đúng không ạ? Nói chung á, là sẽ đau đầu khó ngủ gì đó là mình nên tập trung giãn nhiều hơn ở vùng trán. Rồi ví dụ như Lan cũng hay giãn cái chỗ này nè, tại vì cái đường máu đi vô cơ thể của mình nhá, lên mặt á, là nó sẽ có một đường nó tưới theo cái đường mũi nó đi lên, và có một đường nó tưới từ bên mang tai nó đi vào. Cho nên tại sao đau đầu á, mình dây cái huyệt này nó lại đỡ đau. Cho nên là cái chỗ mà gọi là gì ạ? Cái chỗ này là chỗ giao thoa của nhiều mạch máu, thì thường là bùng binh là hay bị tắc nghẽn. Giống như đường thẳng thì không sao đúng không ạ? Đèn ngã tư, ngã năm, ngã sáu là mấy cái chỗ hay tắc nghẽn, cho nên mình hay dây hai cái huyệt ở thái dương này nè. Đó thì mình có thể giãn ở đây. Rồi cái huyệt quan trọng ở trên mặt, nó có cái huyệt này cũng quan trọng này, của cột sống. Đó. Còn đồng chí nào mà bị đau cột sống thực sự á, thì mình nhớ thêm cái huyệt cột sống là ở dưới mũi mình nhé, nó có một cái huyệt. Nó nằm ngay điểm chính giữa của hai đỉnh lỗ mũi, ở dưới có hai cái lỗ đó, thì cái điểm mà nối giữa hai cái đỉnh đó là cái huyệt đó. Rồi. Rồi cái huyệt 19 này, cái huyệt 19 là ngay cái chỗ này ấn hay đau đau này. Giao của mũi với là giao của mũi với mặt á, là cái huyệt đó. Huyệt 19 này thì mình cũng có thể giãn. Đó, rồi hai cái huyệt hỗ trợ thần kinh nó nằm 156, nó nằm sát bên này. Rảnh thì Lan sẽ giãn, nhưng mà nói chung giãn rất là nhanh, bởi vì á, những cái huyệt kia là giãn thành đường rồi. Rồi bây giờ mình làm một cái mặt mẫu. Mọi người chụp xong cái mặt này về. À chị hả? Ai cũng được. Nói chung là ai từng chưa từng trải nghiệm thì lên đây. Chị ơi, mà một lát nữa mọi người cũng thực hành á, chị nên là để người ta đánh toàn bộ cái bài 33 vùng này nè, rồi giãn hiệu quả hơn. Còn có cái bản nào mà lát nữa khỏi cần trải nghiệm cái đó thì giãn. Đó. Một lát mình sẽ được đánh cái bài đó rất là sướng trước khi mình giãn, tại vì nó phải khai thông trước rồi ta mới đi giãn thì sẽ hiệu quả hơn. Đó. Ok nha. Nên là bây giờ cần một chú chuột bạch. À, cho lãnh đạo sĩ, cho sĩ lên đây. Sĩ lên đây làm chuột bạch. Sĩ cao, mọi người quan sát nhé. Bình thường. Thế có nghĩa là như thế này à, mình vẫn phải cắt một ít cái đúng không ạ? Tại vì nó giảm một vài điểm là cái, còn phần còn lại là đường. Cho mình xin cái ghế. Ở đây đây đây, ghế thấp đây. Rồi. Rồi cả nhà cho 100 cái tay cho chú chuột bạch của chúng ta. À, ok, để mình cắt sẵn vài đường ha. Trong khi đó thì mọi người cứ quan sát nhan sắc. Lát nữa đứng lên cho mọi người. Học cái này nó rất là vui, tại vì đôi khi người thân của mình đang đau đầu ngủ chóng mặt đó, khó ngủ gì đó, mình làm cái là người thân mình ngủ ngoắc cần câu luôn đó. Nên là thực sự là ai mà học được cái này về làm cho ông bà cha mẹ nhà mình nhá, thì thiệt luôn á, ông bà cha mẹ cảm tạ mấy đời tổ tiên đẻ được đứa con nó biết học hiền chất. Dạ, bạn gái làm thì nó càng vui nữa sao nó để không để làm xong. À, nói chung là ai có bạn trai bạn gái đẩy hết vô đây huấn luyện, sau này trong nhà là mình có bác sĩ trong nhà, lỡ giữa đêm mà có bị lên cơn co giật cũng có người xử lý đúng không hả? Rồi ok, mình cắt một vài miếng, tại vì là chỉ có một vài chỗ là mình phải sử dụng cái miếng dán nhỏ này thôi. Còn nếu mà cả nhà dán cả mặt bằng cái những cái miếng như thế này á, thì cắt rất là lâu nha.
Rồi bây giờ mình sẽ giảm thanh nè. Thanh số 1 ở đâu ạ? Nếu mà người cao tuổi á, nếu người cao tuổi cả nhà chịu khó cắt này nha. Tại người cao tuổi da họ nhanh ghê lắm, họ nheo cái là nó rụng liền ý. Còn không phải kêu mẹ ơi mẹ nó im tại chỗ, nó cũng hơi khó đúng không? Đó thì bình thường nếu mà da Lan giãn cái dạng thanh á, Lan sẽ cắt rất là mỏng như thế này thôi. Nói chung là cỡ một nửa, cỡ một nửa với hồi nãy mình cắt cái kia thôi, hơn một nửa một tí. Này cũng hơi lớn. Cả cái mặt đó thì nhớ này, hai cái xương chân mày là cần một thanh, tại vì một thanh nó có hai mặt. Đúng không ạ? Một thanh nó có hai mặt nên hai cái xương chân mày là hết một thanh, mình đừng có cắt thừa. Mình tránh cái sự lãng phí ha. Rồi mũi của sĩ thì chắc cũng có một thanh, hơn một thanh chứ. Mũi cao ha. Rồi trảm thì thêm một thanh nữa thì tổng cộng là mình cần là có hai thanh này là đủ một cái trục cột sống với là cây vai cổ gãy này. Rồi. Còn những cái vị trí khác thì mình có thể là sử dụng những cái miếng này nhìn cho nó bớt xấu. Ha. Mình có cái cái cài tóc nha. Cái là này. Ôi dồi ôi, rồi rồi. Ở đây có cài tóc. Rồi, có cài tóc luôn, có cài tóc luôn. Wow, chết. Diễm, ông sao đẹp không Diễm? Tuyệt vời, hy sinh vì em về mọi người. Ơi, nè, khi mà mình kéo á, mọi người chú ý nha. Tại vì á, cái chỗ này nó dính, mà cái thanh này nó mỏng, mình kéo một cái nó giãn mất. Cho nên là khi đến đây là mình chú ý mình cầm ở gần mà giật. Phải lau cho nó khô. Đường đầu tiên là từ đầu đỉnh mũi mình giãn lên. Nhớ là cái mặt nó cong, cho nên là mình đừng có giãn nhiều, bàn giãn sẽ bị hỏng. Có nghĩa là bị hỏng ở cái chỗ lõm á. Là mình nhớ mình in vô rồi á, mình đi qua cái chỗ lõm đã, rồi mình hãy đi lên. Không được thẳng lắm, bình thường giãn ngồi thôi, giãn nằm, nhưng bây giờ giãn ngồi nó không thẳng. Nhưng mà mọi người bị vèo. Hơi vèo cuộc sống. Không dưới, không dưới. Không, cái mũi nó bị vèo á. Đang dưới, đang dưới. Đó, đó, đó. Đó, đó, cái sống đó, đó, chỗ đó. Nó là mũi này, mũi đuôi ươi thôi, không sao. Rồi đường số 2. Khỏe hề, giãn này sướng quá. Đỡ phải đi lượm mấy cái có nhiều người còn thông minh nữa, cắt mấy cái cục vuông vuông rồi đi lượm rác quá trời luôn. Mệt. Đó, ví dụ nó dư thì sao, đè lên cái miếng kia thôi. Đúng không cả nhà? Rồi, đường số 1. Nên hỏng này vui lắm, lát nữa nhìn nó cả lớp chụp cái mặt nhìn nó quái gì đó. Rất hiểu quá hả nha. Cái này nói thật ra diện chất, mà nếu không làm đúng bài á, cả nhà cầm cái cây đó gạch tùm lum lên mặt rồi giãn vẫn rất hiệu quả. Rồi đường số 2 là gì ạ? Xương chân mày. Xương chân mày á, thì mình cố gắng làm cho nó bo bo theo cái xương chân mày. Ok, xương chân mày là một dãy huyệt. Rồi. Rồi. Bây giờ nè, các vị trí á, mà mình cần giãn, ví dụ như bình thường cái gì dễ giãn thì giãn đi. Ví dụ như thái dương ở chỗ này á, mình giãn cái chỗ này là gì? Thông máu và con mắt rất là tốt nha. Không nên giãn quá gần mắt, bởi vì sao? Nó sẽ bị cay. Cái cao này mà giãn gần mắt nó cay á nha. Ở đây là nó có mấy cái huyệt á, mọi người không biết huyệt, mọi người cứ giãn trên cái đường mạch máu chạy này cũng ok. Nói chung cái hơi nóng nó cũng sẽ tản ra. Rồi, ở trên là mình có cái gì ạ? Hồi nãy mình nói đó. Thần. Bây giờ thần ở đâu ta? Bây giờ người ta đang làm bố mẹ mình đang nhắm mắt. Mình làm mình không kêu mẹ ơi mở mắt ra cho con nhắn cao được. Thì mình nhắm mắt. Mình nhắm mắt đi, mình ước lượng, tại vì con mắt nó chắc chắn là nó đâu đâu đi lên nè, đó. Rồi ở trán chia đôi đúng không? Đây nè, chú ý nè, từ đây lên đây là chia đôi, là nó ra ở đây, chia đôi một lần nữa thì nó phải ở đâu đâu đây nè. Đó. Còn nếu mà cả nhà mình không yên tâm á, cả nhà mình quất ba miếng. Cho thành cái hoa luôn, nó giống như quỳ hoa bảo điện. Đó, thay vì giãn một cái, giãn ba cái mà giãn theo kiểu này nè, cánh hoa ba cánh thì nhiên nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi, cánh hoa ba cánh. Đó, đẹp. Rồi, ok, thần, xong thần.
Dạ anh cỡ này thì cỡ gì nó cũng trúng thần. Còn như Lan á, Lan có cái kỹ thuật Lan biết rồi, Lan sẽ dùng cái giò dây sẽ tìm được cái huyệt thần đó. Rồi ok, xong thần rồi mình đến đâu ạ? Nó chưa được đẹp lắm nè, cảnh hoa phải rời ra một tí. Rồi ok, mình sẽ dán là tì đúng không? Tại bình thường mình dán là trái trước phải sau, cho nên là mình sẽ dán tì. Tì nè là cánh mũi của mình chia đôi ra, gặp chính giữa trong đen con mắt. Chính giữa trong đen con mắt, cánh mũi chia đôi, nó sẽ nằm ở khoảng đây. Ok. Rồi. Bờ ngoài trong đen con mắt thì nó sát bên, cho nên hai miếng này sẽ đối cái đầu vô nhau. Rồi sau đó là gì? Nó là một cái tam giác. Sát thân đều. Nó là một cái tam giác cho nên nó còn một cái đỉnh ở phía trên nữa. Thì mọi người dán cái này vào cái đỉnh ở phía trên. À, miếng này nhỏ quá. Nên là muốn dán đẹp thì cứ cắt nó vuông là dán nó rất đẹp ha. Ở đây là anh Trường là kỹ thuật dán cao, đỉnh cao luôn. Đó, đại khái là chỗ đó. Rồi, gan. Gan nó là ở đâu ạ? À? Chân mũi. Dưới kia nó có cái tiếng gì nó rì rì á nhỉ? Rồi, ở đây chính giữa trong đen con mắt gặp cái chân mũi đúng không ạ? Thì nó ở khoảng đây. Chính giữa trong đen con mắt hơi lệch tí. Rồi ok, chính giữa trong đen con mắt nè. Bờ ngoài trong đen con mắt giẫm xuống nè, là nó sẽ nằm ở khoảng đây. Sát nhau luôn, để hai cái sát nhau cho nó đẹp. Tại vì nó thực sự nó cũng sát nhau. Rồi một cái đỉnh ở phía trên là tạo thành cái tam giác đúng không ạ? Là nó ở phía trên. Rồi ok. Rồi những cái huyệt quan trọng ở trên mặt mình nè, thứ nhất là cái hốc này nè. Tất nhiên là trước khi dán là phải dây. Phải dây trước nha, tại vì cái này là mình muốn lưu cái tác động của huyệt thì mình phải tác động lên huyệt trước. Mình phải dây, ví dụ như đây là cái huyệt số 61 này là hốc mũi. Cái huyệt này nó nằm trong rất nhiều các phác đồ khai thông, cho nên là mình dán luôn. Rồi kiểu như trên mặt mình sẽ có đại huyệt với là tiểu huyệt với là những huyệt quan trọng và những huyệt ít quan trọng hơn ha. Rồi. Huyệt chính, đúng rồi, ở đây là có cái huyệt số 0 này, cả nhà quan sát nha. Cái lỗ tai mình thấy không? Nó có cái ở phía trong khe tai này, ở phía ngay trước cái chỗ mà lõm này á, là cái huyệt số 0. Cái huyệt này á, ai bị đau lưng nó mình dây sẽ rất là đau. Đây, ở vị trí này. Bên kia, đối xứng qua. Rồi, vẫn chưa đủ. Còn những cái huyệt nào nữa ạ? 19. Là cái huyệt mà 19 là những cái huyệt chống chỉ định của người cao huyết áp không được ấn nè, tại nó rất là đau. Huyệt 19 này nó rất là đau, nên cao huyết áp mà ấn một cái huyết áp là tăng sông có khi á. Nên là cái huyệt này người ta không có bấm cho mấy người bị cao huyết áp. Nói chung người cao huyết áp là hơi ngại cứu, phải cẩn thận. Bởi vì sao? Nếu mà nó có một cái hơi nóng quá đột ngột á, người ta sờ quá, người ta giật mình một cái là huyết áp nó cũng tăng luôn. Hoặc là mình tránh là đừng có làm họ bị đau quá, họ đau quá, họ bị căng thẳng cái á, mạch máu họ co lại, cái huyết áp nó sẽ tăng. Đó, chung là lan cắt cũng có hơi nhỏ, mọi người có thể thêm một tí xíu. Ok. Đây, cái huyệt số 19 là cái huyệt ở ngay chỗ này ha. Đó. Không phải chính giữa, cái chỗ mà dao của cái, nó ở ngay cái chân mũi á. Chân mũi mà giao với cái đường ở chính giữa gọi là đường đi qua cái huyệt nhân trung. Đúng rồi. Cái nhân, huyệt nhân trung thì ở dưới, nhưng mà cái đường mà nó đi qua cái nhân trung, cái đường khe này nè. Rồi. Huyệt 127. 127, cái huyệt này cũng trong cái điều trị cột sống này, rồi các cái vấn đề về thần kinh giấc ngủ người ta cũng hay làm cái huyệt này lắm. Tiếp tục cái huyệt 156 nó ở khoảng này nè. Nó ở trong cái bờ cong của cằm á, nó lệch ra ngoài một tí, mọi người dùng cái cây gạch mọi người sẽ thấy có một điểm rất là đau trên cái bờ cong cằm ở gần, nói chung là đánh ra là sẽ là cái huyệt này. Đó, nó hơi cong cong một tí. Rồi, ok. Đó. Đủ chưa? Nếu mà muốn giãn thì giãn thêm cho Lan cái gan. Cái gan là ở bên gọi là tiếp tuyến ngoài của trong đen con mắt đi ra cái đường giữa trán. Thì nó nằm ở đâu đâu khoảng ở giữa trán ở đoạn này. Đó. 124 hay sao đấy vậy? 124 đấy nhá cả nhà, huyệt 124. Mình học theo kiểu ứng dụng nên huyệt đó thực ra cũng không có nhớ lắm luôn á. Rồi, còn những người nha, đau đầu mất ngủ thì mình có thể dán thêm những cái đường này nè. Giống như nữ hoàng Ai Cập á,
Rồi cả nhà mình có thể chụp lại một cái hình này để lấy làm tham khảo. Rất dễ. Rất dễ làm. Lỡ có lệch thì cũng không sao. Được thì tốt 10 phần mà không được thì vẫn tốt 7 phần, không sao hết. À. Nhưng cái người mà bị đau ở dưới mông á, cái xương mông là có một cái huyệt. Thầy sỉ ngước dùng cái này. Ở dưới đây nha, ở cái đỉnh cao nhất của hai cái lỗ mũi của mình nha, nó có huyệt 143 hay là 43 ta. Đây này, cái huyệt này này. Ở dưới ở đây 143 cái huyệt này, nếu mà ai bị đau cái phần mà xương cung thụt này nè là nó sẽ rất là đau khi ấn vào cái huyệt này, nó đau giống như là mình có một cái dao nó cắt qua cái vị trí cái huyệt đó. Thì nếu mà ai bị đau thì nhớ gạch cái huyệt này rồi giảm luôn cái huyệt này là đầy đủ một cái trục cột sống luôn. Xong. Được chưa? Rồi mình nhớ ví dụ như ai mà bị mờ mắt chẳng hạn đó, thì quanh con mắt á không có hiểu huyệt lắm thì cứ giãn vòng vòng quanh con mắt, đừng có giãn gần con mắt. Đó. Đi ngủ rồi. Rồi ok, chụp tấm với chuột bạch của tôi cái nào. Tay chụp không? Ô ngồi sao, ngồi sao. Rồi. Xong. Bây giờ là Lan nói xong cái này một lát sẽ thực hành luôn, tại vì hôm nay mình sẽ học thêm một bài mới. Cho nên là để mọi người đỡ ngồi lên đứng xuống á, thì mình sẽ học thêm một bài nữa, rồi sau đó thì mình sẽ chuyển qua thực hành cả hai bài. Ok. Rồi bây giờ trả lại sân khấu cho MC ạ.